Dạ vâng, Bảo Tín Audio xin gửi lời chào đến tất cả mọi người đang có mặt trong video ngày hôm nay của em. Hôm nay thì em sẽ quay lại một cái chủ đề rất là thú vị mà em nghĩ là tất cả những ai có nhu cầu đam mê audio, có một cái nhu cầu, có cái niềm đam mê với âm thanh đều quan tâm đến cái vấn đề này. Thì mọi người biết rằng là để chúng ta có được một cái bộ dàn âm thanh nó ưng ý thì nó cực kỳ là phải tâm huyết và cực kỳ phải đầu tư, rồi là suy nghĩ nhiều thì chúng ta mới có thể phối ghép được một cái bộ dàn. Bởi vì là nó có rất nhiều những cái yếu tố cần chúng ta biết, có rất nhiều những cái yếu tố cần chúng ta tìm hiểu, cần chúng ta tham khảo để chúng ta trau dồi. Vậy thì với mọi người thấy rằng là với một bộ dàn âm thanh, dù là nghe nhạc hay karaoke, thì cái phần âm sắc rất là quan trọng đúng không ạ? Đấy, để làm sao mà ghép được một cái bộ dàn nó phù hợp với cái nhu cầu. Nó phù hợp với cái nhu cầu là một này. Và cái thứ hai là cái âm sắc nó hợp với cái tai mình thì rất là khó. Thì âm sắc ở đây nó là gì? Âm sắc ở đây nó là ba cái giải âm, là bass này, là giải trung này, hay gọi là âm mid, giải bass, giải mid và giải âm cao, tức là giải chép. Đấy, chúng ta có bass, mid và chép, tức là bass, trung, chép, ba cái giải âm này thì người ta gọi là cái âm sắc. Vậy thì cái âm sắc này có đóng vai trò như thế nào? Nó cũng giống như là cái khẩu vị của từng món ăn vậy á. Nó sẽ có những cái vị ngọt, vị mặn, vị nhạt đấy, hoặc là vị chua. Đấy là những cái khẩu vị. Thì âm sắc trong âm thanh nó cũng vậy. Bên cạnh cái yếu tố về độ chi tiết, độ chân thực, mộc mạc ra thì âm sắc cũng đóng vai trò rất là quan trọng. Trong âm thanh chúng ta cũng có độ ngọt ngào, độ sâu lắng, độ mềm mại, tiếng bát đầm hay là giải trung nó trầm ấm, hay là giải chép nó cao, thánh thót. Âm thanh cũng vậy. Vậy thì đã bao giờ mọi người phối ghép một cái bộ dàn âm thanh mà chúng ta gặp phải cái trường hợp là tiếng bát nó bị có đuôi hay là tiếng bát nó bị nhiều quá, làm cho chúng ta có một cái cảm giác nó bị ù chưa ạ? Có cảm giác nó bị ù chưa? Cảm giác nghe khó chịu. Đấy, đặc biệt với những ai mà không thích nghe âm bát đã đành rồi. Còn những người mà thích nghe cái âm thanh nó chuẩn đều ba giải thì chúng ta khi mà có cái tiếng bát nó hơi bị đầy một chút, nó hơi bị có đuôi một chút, hay tiếng bát nó hơi bị ù một chút thì nghe một vài phút đầu thì không sao, nhưng mà nếu chúng ta nghe nhiều sẽ rất là đau đầu. Đấy, sẽ rất là đau đầu. Đấy, nghe lâu thì sẽ rất là đau đầu. Và điều này hoàn toàn là không có ai thích cả. Đấy, vậy thì để làm sao để khắc phục được cái vấn đề này, khắc phục được cái vấn đề này để cho chúng ta vẫn một cái bộ dàn đấy, vẫn loa, vẫn âm ly đấy, vẫn cái nguồn phát là DAC hay là CD đấy, chúng ta bỏ vào bộ dàn mà nó không bị ảnh hưởng đến cái tâm bát, nó không bị có đuôi này, tiếng bát nó không bị sâu, bị ù quá nữa, nghe nó không còn đau đầu nữa, thì làm sao để làm triệt tiêu cái tiếng bát đấy đi? Có rất là nhiều cách. Trong âm thanh thì có rất nhiều cách. Chẳng hạn như là khi mà chúng ta phối ghép một bộ dàn âm thanh vào một căn phòng chẳng hạn, thì để có rất là nhiều cái yếu tố như là cộng hưởng âm thanh. Đấy, khi âm thanh vang đập vào các cái góc tường của chúng ta, căn phòng của chúng ta, và nó sẽ dội lại. Nếu như mà nó không thoát được tiếng và nó dội lại thì nó sẽ làm cho tiếng bát của chúng ta quá là nặng. Vậy thì sẽ có rất nhiều cách. Đầu tiên là chúng ta có thể là mua thêm các cái miếng tán âm này, mua thêm các cái miếng tán âm bát để cho nó triệt tiêu bớt cái tiếng bát đi, để cái hiện tượng cộng hưởng nó nhẹ hơn thì nó sẽ không còn vang nữa. Tuy nhiên là có những căn phòng nó hẹp, hoặc là chúng ta không có đủ diện tích, hoặc là bờ tường của chúng ta không có nhiều cái nơi để chúng ta gắn cái tấm mút tán âm đấy, các cái tấm tán âm đấy, mà chúng ta vẫn muốn khắc phục được, thì chúng ta sẽ khắc phục bằng cách nào? Thì bây giờ em sẽ hướng dẫn mọi người một vài cách rất là đơn giản để chúng ta khắc phục được cái tình trạng là quá nhiều bát dư thừa khi mà chơi âm thanh nhá. Thì ở đây em sẽ hướng dẫn mọi người một chút. Thì khi mà chúng ta kết hợp với một bộ dàn đã bao gồm là nguồn phát là đầu CD hay là đĩa than băng cối, hoặc là âm ly, rồi là loa chẳng hạn, đấy đã kết hợp xong rồi. Bây giờ chả nhẽ chúng ta lại đi đổi thiết bị thì nó cũng hơi bị buồn cười, vì chúng ta lỡ mua rồi đúng không ạ? Vậy chúng ta sẽ khắc phục bằng cách nào? Đầu tiên, chúng ta sẽ kiểm tra cho em là ở dây dẫn ở trong bộ dàn là dây gì. Chẳng hạn như với bộ dàn thiếu bát thì chúng ta kiểm tra xem là dây dẫn ở bộ dàn đang là dây lõi đồng. Đang là dây lõi đồng. Đồng thì phải là đồng OCC hoặc đồng OFC, cái này tùy vào chất lượng bộ dàn và tùy vào cái độ bền cũng như là cách mà mọi người chọn dây, thì em không tham gia vào chất liệu dây nhé,
không tham gia vào cái thương hiệu rồi các thứ làm gì cả, em chỉ hướng dẫn một chút thôi. Tức là chúng ta xem là mình đang dùng dây là dây lõi đồng hay là dây mạ bạc. Đấy, hoặc là lõi đồng mạ bạc. Nếu mà đang dùng dây lõi đồng thì mọi người phải lập tức thay cho em thành dây mạ bạc. Đấy, nếu mà chúng ta đang dùng dây lõi đồng mà bộ dàn có hiện tượng tiếng bát có đuôi, tiếng bát quá là to, quá là dư thừa. Đấy, thì mọi người phải thay hết tất cả những cái dây tín hiệu ở trong bộ dàn. Thứ nhất là dây loa và dây AV, gọi là dây tín hiệu. Thì mọi người thay đi, thay cho em từ dây lõi đồng thay thành dây mạ bạc cho em. Thay cho em thành dây mạ bạc. Đấy, có thể là dây loa thì chúng ta sẽ thay bằng các cái dòng dây loa mạ bạc hoặc là lõi đồng mạ bạc, để nó làm giảm đi, nó tăng cái giải trung và giải chép lên, và nó làm giảm cái tiếng bát đi. Thì nếu như mà cái bộ dàn với cái tiếng bát nó chỉ ù nhẹ thôi, không bị quá nặng nề, thì mọi người chỉ cần thay dây tín hiệu vào là nó đã giải quyết được cho chúng ta cái vấn đề ngay rồi. Đấy, giải quyết cho chúng ta vấn đề ngay. Cách thứ nhất là chúng ta thay toàn bộ dây tín hiệu từ lõi đồng sang lõi đồng mạ bạc hoặc là dây mạ bạc. Đấy là cách thứ nhất. Và cách thứ hai, sau khi mà chúng ta thay vào rồi mà chúng ta vẫn thấy là nó còn cái hiện tượng là vẫn còn tiếng bát hơi đầy, hơi nhiều một chút mà chúng ta vẫn muốn khắc phục nữa, thì chúng ta phải dùng những cái thiết bị để nó can thiệp được vào cái giải tần của âm thanh. Đấy, dùng được các thiết bị để can thiệp được giải tần âm thanh, tức là những thiết bị có tăng giảm bát chép ở trên cái thiết bị đấy. Thường thì mọi người thấy là trên cái tăng âm hay là trên cái âm ly của chúng ta, trên cái tăng âm hay là trên cái âm ly của chúng ta nhé, thì đều thường có những cái tín hiệu, những cái cổng để chúng ta tăng giảm bát chép rồi. Các cái dòng âm ly như là sân xui hay là những cái dòng âm ly nội địa Nhật thì mọi người thấy rằng là đều có rồi. Có những dòng âm ly của châu Âu thì cũng ít hơn, không có nữa. Nhưng mà tại vì sao mọi người để ý trên âm ly nhá, nếu có chỉnh bát chép ở trên âm ly thì nó cũng cho chúng ta, họ cũng thiết kế cho chúng ta chỉnh được rất là nhẹ thôi, không cho can thiệp nhiều vào cái giải tần đấy. Đấy, đấy là cái lý do mà chính vì vậy nên chúng ta cần khắc phục bằng cách là chúng ta cần mua thêm những cái thiết bị để chúng ta ghép thêm vào, đặt vào giữa âm ly và nguồn phát để chúng ta can thiệp vào giải tần. Chẳng hạn như với karaoke thì chúng ta có vang thì có thể tăng giảm bát chép ở trên vang. Chính vậy nên là nếu tiếng bát nó ù quá thì chúng ta có thể vặn tiếng bát nó bé lại. Còn với nghe nhạc thì chúng ta có thể là kết hợp với pre hay là lọc xì nhá. Pre hay lọc xì, chúng ta có thể là ghép thêm một cái lọc xì ở giữa nữa để chúng ta hạ cái giải tần âm bát xuống ở mức cân bằng hoặc là thấp xuống một chút. Còn với giải tép, giải trung thì chúng ta đẩy cao lên một chút để nghe nó cân bằng hơn. Đấy, nhưng mà đừng lạm dụng quá nhé mọi người. Tuyệt đối đừng lạm dụng quá, ở mức vừa phải thôi. Đấy, còn tiếp theo với những người chơi DAC thì chúng ta có thể kết hợp với những chiếc pre kiểu dạng như thế này. Kiểu dạng như thế này nhé, chứ không phải là tuyệt đối là phải chiếc này. Bởi vì là pre thì nó còn phụ thuộc với cái điều kiện mà mọi người thích này. Cái chất lượng bộ dàn thì nó cũng sẽ tương xứng với những con pre kiểu như vậy. Thì chúng ta sẽ sử dụng nó để can thiệp vào các cái giải tần. Chẳng hạn như là bát thì chúng ta có thể là bát nó quá nhiều, nó ù, thì mọi người hãy vặn nó xuống một chút. Đấy, vặn nó xuống một chút để cho chúng ta có cái âm bát nó cải thiện hơn. Đấy là với cái pre. Và nếu ai có thích ngọt ngào sâu lắng thì chúng ta có thể ghép với pre đen cũng được, còn nếu không thì không cần. Vậy thì để có được cái bộ dàn nó với chất âm nó mượt mà nhất thì chúng ta có thể là cải thiện bằng cách như vậy. Đây là những cách đơn giản nhất để chúng ta có thể khắc phục được cái tiếng bát, làm sao cho âm thanh nó nhẹ nhàng hơn, nó nghe nó hợp tai hơn. Thì đấy là một cái lựa chọn mà mọi người cần cân đối. Vậy thì để chứng minh được cái điều em nói nó có hiệu quả thì bây giờ em sẽ test thử cho mọi người nghe luôn nhé. Test thử cho mọi người nghe một chút với trực tiếp vào cái bộ dàn của em luôn. Đấy, trực tiếp vào cái bộ dàn của em luôn để em sẽ cho mọi người thấy rằng là khi mà chúng ta dùng được các cái thiết bị đấy cải thiện đi thì nó sẽ cải thiện cho chúng ta, nó sẽ thay đổi cho chúng ta cái âm bát nghe nó nhẹ nhàng hơn. Và đây, đây là em đang sử dụng một chiếc đầu giải mã này kết hợp với âm ly này, qua đó là qua ra cặp loa Higer ở đây, à cặp loa Biega ở đây. Âm ly là em dùng là âm ly Higer nhé. Được rồi, bây giờ thì em sẽ kết nối bằng cổng 3 lần, được chưa? Kết nối bằng cổng 3 lần là dây lõi đồng, là dây lõi đồng kết nối xuống âm ly. Đấy, là dây lõi đồng nhé. Thì bây giờ em sẽ bật cho mọi người nghe này.
em sẽ bật nghe cho mọi người nghe cái chất lượng âm thanh của nó. Nó quá nhiều tiếng bass, và do em đặt vào bộ loa vào cái không gian phòng của em nó hơi bé một chút, thì mọi người nghe tiếng bass sẽ bị nhiều quá. Thì bây giờ em sẽ test thử và tí nữa thì em sẽ đổi xong mọi người cái cách em hướng dẫn xem là nó có hiệu quả không nhé. Bây giờ chúng ta sẽ thử luôn. Chúng ta sẽ thử luôn nhé. Thấy chưa? Quá nhiều tiếng bass, nghe nó rất là nặng tai. Nghe rất là nặng tai và nó tiếng bass thậm chí nó có đuôi cơ. Nghe rất là khó chịu. Bây giờ em sẽ vẫn một cái cổng đấy, được chưa? Vẫn một cái thiết bị đấy. Bây giờ em sẽ thay thử bằng dây tín hiệu bằng mạ bạc xem sao. Em sẽ thay thử bằng dây tín hiệu mạ bạc xem sao nhé. Đấy, em đã kết nối với cái bộ dây tín hiệu mạ bạc rồi. Bây giờ em đổi cái cổng tín hiệu đầu vào này. Đổi tín hiệu đầu vào. Bây giờ em sẽ bật tiếp này. Thấy là cái tiếng bass nó đã nhẹ hơn một chút, tuy nhiên là vì cái không gian phòng nó quá là hẹp với bộ loa full của em, ba đường tiếng nó rất là to nên là vẫn còn tiếng bass. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục khắc phục bằng cách kết hợp thêm một cái preamp vào, một cái preamp vào để làm cho cái chất lượng âm thanh nó cân bằng hơn, nó hợp lý hơn nhé. Thì việc mà chúng ta thay dây tín hiệu nó chỉ đúng khi mà cái bộ dàn nó nhiều tiếng bass một chút xíu thôi. Đấy, chứ nó trong trường hợp mà nó bị nặng quá thì chúng ta không thể dùng mỗi dây tín hiệu mà thay thế được nhá mọi người. Dây tín hiệu thì nó cũng chỉ can thiệp được một phần thôi, chứ nó không thể can thiệp sâu vào được. Chính vậy nên là bây giờ chúng ta sẽ kết hợp với con pre này vào để em sẽ so sánh cho mọi người nghe luôn nhé. Đấy mọi người thấy không? Bây giờ em sẽ đưa camera lại gần này. Bây giờ em đã kết hợp với con pre này và vẫn dùng cả hai cổng ra của một con DAC nhá. Con DAC này có hai cổng ra. Tí nữa em sẽ chuyển cổng ra cho nó để mọi người thấy rằng là cái sự khác biệt giữa việc là chúng ta thay thế cái dây tín hiệu từ lõi đồng thành lõi đồng mạ bạc và kết hợp với pre vào thì cái tiếng bass bị ù nó có giải quyết được hay không nhá. Chúng ta sẽ cùng xem. Đấy, bây giờ em sẽ để một chút. Được chưa? Bây giờ em sẽ cho mọi người nghe thử với việc là qua rề trước để chúng ta thấy rằng cái tiếng bass nó đã có cải thiện này. Bây giờ này, qua rề nhé. Cái bài hát này bây giờ em sẽ đưa sang cái cổng mà không qua rè và không dùng dây mạ bạc mà chuyển quay lại về dây lõi đồng để chúng ta xem rằng cái sự khác biệt nó như thế nào. Để em lại tiếp tục bật nhé.
Đấy, mọi người thấy không? Ngoài cái việc mà chúng ta cho cái chất lượng âm thanh được cải thiện khi mà thêm Vre vào. Vre thì ngoài chức năng là giúp hạ cái tiếng bass hay là làm hài hòa cái âm sắc trong bộ dàn, thì Vre còn có rất nhiều tính năng khác nữa. Nên là nếu chúng ta có thể kết hợp được Vre vào bộ dàn thì nó sẽ rất là tốt. Còn việc mà mọi người chọn lựa cái Vre như thế nào, cái Vre như thế nào để kết hợp vào bộ dàn, thì đấy là cái nếu mọi người quan tâm thì mọi người nên theo dõi kỹ hơn. Còn đây là em đang hướng dẫn sơ qua một vài cái cách cơ bản để chúng ta cải thiện được cái tiếng bass nó quá nhiều cho cái bộ dàn nghe nhạc và karaoke của chúng ta thôi. Đấy thì mọi người có thể tham khảo một vài những cái cách, cái mẹo nhỏ này của em để cải thiện cho cái bộ dàn của mình. Đấy, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã theo dõi video của em. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video clip lần sau. Xin cảm ơn. Và nếu mọi người thấy những cái video clip của Bảo Tín hay và bổ ích thì hãy cho em xin một like, một đăng ký kênh để ủng hộ Bảo Tín nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn.